hàng nghìn tài khoản giả nói về biểu tình Hong Kong. Cũng theo The Web, Twitter và Facebook đang điều tra xem có âm mưu nào đứng sau hoạt động này không. Twitter đã tạm khóa tất cả tài khoản khả nghi. Mạng xã hội này cho biết những tài khoản giả có 15.500 người theo dõi. Facebook và Twitter bị cấm tại Trung Quốc đại lục, nhưng vẫn hoạt động bình thường tại Hồng Kông. Tại đây, người dùng chỉ cần sử dụng mạng riêng ảo để truy cập vào các mạng xã hội này. Twitter từng bị chỉ trích vì nhận quảng cáo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc khi nổ ra cuộc biểu tình tại Hồng Kông sau đó hãng này ngừng hoạt bộ quảng cáo này trong khi đó facebook gần như không có bất cứ động thái ngăn chặn nào sau khi phát hiện nhiều tài khoản giả mạo hãng này chỉ cho biết sẽ nâng cấp công nghệ tăng cường kiểm soát đồng thời hợp tác chặt chẽ với cơ quan pháp luật chuyên gia an ninh mạng và các công ty đối tác